Xin chào mọi người. Hôm nay Huy ngồi khâu cái áo mua ở chợ Sinakarin. Đó, cái chợ Sinakarin là một cái chợ người ta gọi là chợ rốt. Rốt phay là chợ xe lửa. Mà Huy mua cái áo này, đó, màu xanh. Huy thích màu xanh lắm mà Huy mua cái áo. Mà Huy thích mà nó bị rớt cái mạc ra, nên giờ Huy khâu lại. Cho nên ngồi khâu cái áo, nhớ là cái kỷ niệm hồi xưa là Huy học trường sân khấu á, mà mọi người nhớ em biết là hồi Huy học sân khấu thì Huy có kỷ niệm là dạ gái một lần, tại vì thi tốt nghiệp cái tiếng nói sân khấu là phải dạ gái, mà là lỡ chọn cái bài của Bạch Tuyết là do cái bài chị bạn của Huy á. Bà rủ làm phù thủy, bà làm phù thủy thì Huy làm Bạch Tuyết, cho nên Huy phải giả làm con gái để Huy thi. Thì bây giờ Huy diễn lại ngồi xe chỉ luồng kim, Huy nhớ lại hồi đó nên Huy diễn cho mọi người coi một cái kỷ niệm vui nha. Mới đầu vô là cái nàng Bạch Tuyết á, là hát cái bài Mưa trên phố Huế, tại vì Bạch Tuyết này là người Huế, cho nên là mới đầu vô là cứ nhẹ nhàng dịu dàng cái bài của mở nhạc nhạc nhép của chị Ngọc Hà lên nó hát chiều nay mưa trên phố Huế tiếng mưa còn vang trong lòng mà yêu vẫn rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Nói chung là hát hát nhẹ nhàng lắm, rồi kiếp giang hồ là làm như bà Tuyết mà làm gì đó, ghê mắc cười lắm. Xong rồi vừa hát xong, ý là Huy hát là do Huy diễn là thôi, chứ hát là phải mở nhạc của chị Ngọc Hà, mà Huy không có mở lên ở đây, mà ý là cái giọng nhẹ nhàng nha. Xong rồi vô tự nhiên cái nhạc nó tắt, mà nói chứ buông quả tự nhiên buông quả buông như cái buồn như cái gì buồn như cái nhịp nhổ lóng, như cái thống nô em, như cái len đang ảo à, đang ảo sẽ chi em luôn kim, sẽ chi em luôn kim, sẽ chi em luôn à, ui da đau quá, đau quá, dục cái kim nghi cũng buồn, cùng chị là chị em phụ nữ với nhau mà một phù thủy suốt ngày cứ tìm cách hại Bạch Tuyết từ cách này tới cách nọ. Lần thứ nhất mù cho gà thợ săn vào rừng tìm Bạch Tuyết, bắn Bạch Tuyết. Gà thợ săn vào rừng tìm Bạch Tuyết, bắn Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thấy gà thợ săn, Bạch Tuyết chạy, Bạch Tuyết chạy một hồi bị dí vô cái gốc cây á. Gà thợ săn dương cái súng lên bắn đùng. Bạch Tuyết la lên à, tự nhiên chết con heo. Rồi tự nhiên ở đâu có ba lê bạn thịt heo chạy ra ốm con heo ra chờ đóng ba bạn 40.000 một kỷ. Lần thứ hai mù phù thủy tâm thuốc độc vào chiếc lược để cho Bạch Tuyết tâm bị dính thuốc độc rồi Bạch Tuyết chết, mà ai ngờ tâm lồn thuốc nhuộm cho nên độc Bạch Tuyết trở thành hai lai đẹp đẹp chưa ở hiền mà đã gặp lành rồi, độc Bạch Tuyết đẹp như chị Britney Spears. Lần thứ ba mù phù thủy tiếp tục tâm thuốc độc vào cái áo ngực của Bạch Tuyết để cho ngực Bạch Tuyết sưng lên, Bạch Tuyết chết luôn. Nhưng Bạch Tuyết không chết, ngực Bạch Tuyết to lên, eo Bạch Tuyết nhỏ lại, móng Bạch Tuyết veo ra. Bạch Tuyết có đường cong, mấy quán bar mời Bạch Tuyết vào quán bar hát bài đường cong. Bạch Tuyết hát: "Này em là ai về đâu, này em là sai, này em là ai từ đâu về đây, này em hay dài, ồ ồ la la, đường cống em đẩy mà, ồ ồ la la, Ngọc Nga sexy lady." Đó,
xong hai bạch tuyết từ cách này tới cách nó không được. Mù phù thủy lòng đổ kỳ càng ngày càng dâng trào lên. Mù bắt trước bạch tuyết mua áo ngực cho to lên, ai ngờ mua lồn áo ngực mà bị dòm á, trong lên cái ngực nó sưng lên, bị vô cấp cứu bệnh viện cấp cứu kêu o ý é o ý é. Đó, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Ở ác sẽ gặp ác. Còn bạch tuyết là chưa ở hiền mà đã gặp lành, đẹp như chị Britney Spears. Mà bạch tuyết nghe người ta nói là cuối cùng á là bạch tuyết chết là bạch tuyết sẽ được gặp hoàng tử. Là hoàng tử tới là thấy bạch tuyết chết, hoàng tử hôn bạch tuyết là bạch tuyết tỉnh dậy. Cái bạch tuyết cũng gia bộ chết, bạch tuyết nằm chết. Xong khúc này quên rồi ta. Nói chung là chết xong rồi sao á, Huy nằm ra chết xong rồi tự nhiên có mấy bạn bưng Huy vô, chết thiệt luôn, bưng vô cái hòm vô. Ý là dạng vậy á. Xong rồi, nói chung là như vậy đó mọi người. Nói chung là hôm nay mua một cái áo, xong rồi ngồi đang chỉ lại cái áo nè. Cái nhớ là hồi xưa là mình là sợ dạ gái lắm mọi người, mà cuối cùng là có dạ gái là một cái lần đó đó, bạch tuyết đó. Huy nhìn Huy vậy chứ Huy sợ nhát dạ gái lắm. Mỗi người là có một cái nỗi sợ nha mọi người. Giờ biết sao không? Huy dạ gái là nó nhiều khi Huy sợ người ta nhìn vô, người ta sợ là do nhìn Huy giống con gái lắm. Tự nhiên con mắt Huy nó nhỏ vậy nha, dạ gái cái bấm lông mi lên vậy nè. Xong rồi đeo con tắc len, hồi đó Huy tự trang điểm luôn, đeo chứ không có mướn người gì hết đó, tự làm hết đó. Đeo con tắc len rồi lông mày thì hình như Huy không có mẻ, do Huy để cái tóc. Mà nãy giờ quên mua hai cái khăn ở chợ, quên làm quấn lên cho nó giống bà tuyết ha. Ý là hồi đó là quấn lên như này, ý là sao ta, làm tóc giả nó ngang như này không có thấy lông mày, cho nên không có trang điểm lông mày. Xong rồi cái mắt á thì nó đeo coi tắt len nó bự lên, rồi lông mi nó dài ra, rồi mua đỏ rồi đánh má hồng sợ. Rồi mặc đồ bà tuyết rồi đó, vậy đó. Tự nhiên chết con heo. Rồi tự nhiên ở đâu có ba lê, bà chạy ra bà sạch con heo ra chơi đóng ba bạn 40 ngàn một chị. Nghĩ nói chung là cuộc đời nó có những cái kỷ niệm vui á mọi người. Bây giờ nhiếp cái áo thế nó 6 in là thôi dục. Khỏi nhiếp luôn rồi chơi. Nói chung là hôm nay kể cho mọi người cái câu chuyện đó nha mọi người. Vậy nha, chào mọi người.